Ok, chào mừng quý vị nha. Chào mừng quý vị đã quay trở lại video tiếp theo của mình nha mọi người. Quay trở lại bữa, cảm ơn quay cho mọi người sầu riêng cho mọi người xem. Liên tục cập nhật sầu riêng ở thời điểm này các bạn. Hình như đang ở cái giai đoạn mà sầu riêng nó sẽ giá nên lại sẽ đeo xuống mọi người. Hôm nay thì ở chỗ vừa cảm ơn của Hiếu có ri sáo rồi có thái mà thái nó nhỏ nhỏ này các bạn, với lại là có trùi bò nha mọi người. Thái mùa này cơm dẻo ngon lắm mọi người. Nhiều quay nó đẹp hơn các chị. Mua cái thái châu Á này khui cơm nhiều lắm các bạn. Cái sầu riêng thái nhỏ nhỏ là mọi người rất là thích nha bạn. Mình mua hai trái ba trái vậy mọi người. Giống như cái nhỏ nhỏ như này nó cơm rất là ngon nha quý vị. Thôi để quay cơm nha cho quý vị xem nè. Đây, cái thái nhỏ nhỏ là mọi người thích đấy các bạn. Cơm nhiều lắm. Quá trời sầu riêng. Sầu riêng về nhiều như thế này là dấu hiệu của sầu riêng chuẩn bị nó sẽ cao giá luôn. Chưa bốc lỗ hả? Xương cua sầu riêng ngay đây. Đây rõ này. Cái nó nhỏ nhỏ nhưng mà muối rất là nhiều nha các bạn. Mua lựa nào đi? Mua lựa nào? Đi mua lựa nào? Thái hả? À, hai cái này là của chị các bạn. Mình để ý rồi các bạn. Quá trời bối luôn kìa. Vợ của Hiếu các bạn là cái khung giờ này nè mọi người. Khung giờ khoảng 8 giờ hơn này là khách đông cực kỳ luôn quý vị. Mình quay ở đây nhiều lần mình để ý, bây giờ mình để ý có nghĩa cái khung giờ nó có một cái khung giờ đông khách đây các bạn. Rồi, cảm ơn chị nha.
ăn, cho nên là thử tại chỗ các bạn, cho nên là cái nào không đạt thì có thể nó thay tại chỗ liền mọi người. Đây này, có chuồng bò này. Ê, mấy anh nãy mua sầu riêng đi sáu giờ phát hiện chuồng bò hả? Bây giờ mới phát hiện chuồng bò. Ba ba năm. Wow. Thái mini hết rồi bạn, dễ mua mà dễ cũng dễ ăn nữa, rất là ngon nha. Nhỏ hơi khó vui nha. Cái đường này nãy vắng quá, bây giờ quá trời xe rồi kìa, có không giờ ra. Anh đang ăn sầu riêng hồi xưa. Này, anh bao nhiêu là kia lượng
bán sầu riêng rồi. Xin sao giờ lạc ở đây? Chúng con thành dữ hả? Dạ đúng rồi. Ủa sao nó giờ lạc đây? Yeah.
1.3. 469 thôi mẹ. Ký 1.3 luôn hả? Nhiều thế. Chu bò không có ăn liền. À 140 một ký. Ra bao từng trái mà. Cho nên là 141 là loại khác. Khác là loại nào nữa? Loại Thái á. Từ từ. Dạ, em quay YouTube. Quay YouTube. Mùa này nó vậy con. Mùa này nó vậy á. Mua ăn liền á. Dẻo cơm, cái này dẻo cơm. Nó giòn giòn ở mùi, nó không bị ngán nha. Sầu riêng mà nhiều là báo hiệu là sắp hạ nhiệt, hạ giá, giá thấp xuống lại. Sắp hạ giá rồi. Ủa, Thái cũng chà bá nè bạn, mà chưa khủng nhất. Ba ký 8.
thái nhỏ nhỏ đã khó khui rồi, mà cái này khó khui hơn nữa quý vị. Bự với lại cái sơ nó dày nữa. Khui sầu thái thích nhất là kiểu ôm cái bụng cơm ra, quá bự luôn. Từ trung đỉnh đến chỗ ông mơ ấy.